Như vậy con trai. Hôm qua con được 10 điểm. Cha hứa là cha sẽ mua cho con một bộ đồ chơi mới. Ồ, cha mua rồi. Nè, qua đây. Con wow, thấy đẹp chưa? Đẹp quá. Rồi, cha cho con mà đi chơi đó, con mang đi. Bây giờ cha làm việc tiếp nha. Dạ. Wow, mẹ mới mua cho mình cái bộ đồ chơi này đẹp quá đi. Mở ra chơi thôi. Wow. Rồi, lấy cái bộ đồ chơi này ra chơi thử coi. Wow, cái này hiện đại đó nha. Rồi, bây giờ lấy súng ra nè. Đó, lấy đạn ra nữa nè. Mình sẽ lắp ba cái viên đạn màu vàng này vô cây súng nè. Đó, bây giờ cây súng nhìn ngầu chưa ha. Có đạn sơ cua rồi, bây giờ lắp đạn vô đó. Đúng rồi, giờ lên nòng thử coi nè. Đó, ghê chưa. Bây giờ mình sẽ khởi động cái này chơi nha. Rồi nè, rồi nhắm nha, nhắm cho con zombie bắn nè. Bắn. Bây giờ mang cây súng này đi thực hiện kế hoạch đen tối thôi ha. La 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 la
xin chào Rubble, bạn qua nhà mình chơi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay ba mình mới cho mình bộ đồ chơi mới nè. Đó, đẹp chưa? Wow, đẹp quá vậy. Đây, để mình mở ra cho bạn chơi nha. Ừ, mở đi Rubble. Wow. Đẹp chưa? Đẹp quá Rubble. Để mình coi coi. Ha, à, mình biết cái bạn này nè. Bạn này là bạn Zoom mà, đúng không Rubble? Đúng rồi. Wow, còn bạn này là bạn Trey nè. Ôi, bạn này bạn Sky nè. À, cái bộ đồ chơi này là chó ăn xương nè. Để bây giờ mình cho mấy bạn chó này ăn mấy khúc xương này nha. Đầu tiên mình sẽ cho bà Sky ăn xương nha. Nè Sky ơi, xương nè. Yeah, hay quá đi. Ăn xương xong rồi nhảy lên nè, vui quá vui quá. Tiếp tục nha, mình cho bạn này ăn nè. Chơi ơi chơi ơi. Ủa chưa được chưa được chưa được nè, làm lại nha. Chơi ơi ăn xương nè. Mấy bạn kia đang chơi cái trò gì đó hả? Tụi mình đang chơi bộ đồ chơi chất hóa hộ mà khủng long đi qua nhà mình làm gì? Làm cái gì hả? Làm cái gì? Bây giờ cái bộ đồ chơi này là của mình biết chưa? Cái bộ đồ chơi này là của Rubble với của mình mà. Của ai? Của ai hả? Giờ nói là của ai? Của ai? Cái này là của bạn được chưa? Biết vậy thì tốt, biết cho khác chơi đây. Mình mới cho mình chiếc thuyền cứu quả. Chiếc thuyền này đẹp quá đi. Để mình coi coi chiếc thuyền này chơi sao nha. Coi coi cái này là gì đây. À, cái này là cái giò xịt chữa cháy nè. Wow, hay quá. Còn cái này là cái gì đây? À, cái này là cái đèn nè, để mình đi ban đêm đó. Rồi cái này là cái buồng lái nè. Hay quá ha. Để mình nhấn coi. Wow, có tiếng còi luôn nè các bạn ơi. Hay quá đi. Để mình coi bên dưới này coi có gì không nha. À, bên dưới này có một cái két đựng nước rồi các bạn. Để mình mở ra mình đổ nước vô nha. Rồi, bây giờ đổ nước vô. Đó, nước đây rồi, đây rồi. Bây giờ mình sẽ lắp vô cái két nước này nha các bạn. Rồi, bây giờ lắp vô. Rồi, được rồi. Khóa lại nè. Rồi bây giờ mình thử xịt cái chữa cháy được không nha. Wow, xịt ra nước rồi các bạn ơi. Wow, chiếc thuyền này chơi hay quá, xịn quá đi. Everett, đưa chiếc thuyền này cho mình. Không, chiếc thuyền này ba mình mới mua cho mình. Chiếc thuyền của mình mà. Của ai hả? Của ai, của ai, của ai? Của ai? Của mẹ nói được chưa? Biết đều đó. Đi vô khác chạy đi. Đi nhảy lên. Đi. Lấy được chiếc thuyền này. Nhảy lên thuyền chơi coi. Yeah, 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 yeah. Nà, chiếc thuyền này chơi vui quá nè. Vui quá nè. Tới nơi rồi. Chọn cái đống rác này thôi. Bỏ đất thùng rác ra. Bỏ rác vô nào. Chọn rác kiếm tiền mua đồ ăn cho con trai mình thôi. Rồi. Đồ ăn ngon bổ rẻ
Tao từ sáng tới giờ mà chưa thấy có ai mua hết. Thôi đói bụng quá, ăn miếng coi. Ai ăn cái gì đây ta? À, ăn cái kẹo bình bú này đi. Khủng long xanh ơi, khủng long xanh. Ồ, xin chào quý khách tới mua hàng hả? Đúng rồi, bạn bán cho mình một cây kẹo về cho con trai mình đi. Ở đây mình có nhiều bánh kẹo lắm luôn nè, bà thích mua loại nào? Đâu, để mình coi coi. Wow, bánh kẹo của bạn nhìn ngon quá à. À, bà lấy cho mình cái cây kẹo mút khổng lồ này đi. Cây kẹo mút khổng lồ này 20.000 á. Được rồi, mình trả tiền cho bạn nè, tiên tiên. Rồi, mình nhận được tiền rồi, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn, mình đi về đây. Nè nè, ba mua cho con cây kẹo mút khổng lồ luôn nè. Wow, đã quá ba ơi. Wow, cái kẹo nhìn ngon quá, con cảm ơn ba nha. Ừ, thôi con ăn kẹo đi, ba đi làm tiếp đây. Chào, chào ba. Wow, cái kẹo này nhìn ngon quá, mở cái kẹo này ra ăn thôi. Ê, con nhỏ kìa, cái kẹo này là lâu ra đây hả? Ừ, cái kẹo này là của mình mà. Của ai, nhắc lại thưa coi. Ừ, này là của mình mà. Của mình á. Thôi chờ, nhớ chờ, cái này là của ai? Của bạn. Đi về tốt, đi vô khác chơi đi. Mình đi miếng là thích mà bé. Cây kẹo mút này bây giờ là của mình. Thì mình xét cái kẹo mút này coi bên trong có cái gì nha. Đó, xé ra. Cây kẹo mút này nhìn ngon đó, nhưng mà không biết bên trong có ngon không nữa. Wow, bự quá vậy, đúng là kẹo mút khổng lồ mà. Wow, bên trong này quá trời kẹo luôn. Cái này là gì đây? Kẹo con mắt này, này mở ra ăn coi. Rồi, mở ra nè. Wow, cái kẹo con mắt này nhìn ngon đó, để mình ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, kẹo mắt này có mứt dâu nữa, nhìn ngon quá đi, ăn hết luôn. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ngon quá. Anh Superman ơi, anh phải đòi lại công bằng cho tụi em. Rồi, để anh xử lý khủng long đen cho. Bây giờ anh sẽ vô kho vũ khí của anh. Anh lấy ra một khẩu súng. Đó, các em thấy khẩu súng của anh bự chưa? Bây giờ anh sẽ đi xử lý khủng long đen. Khủng long đen đâu? Khủng long đen đâu? Đi tìm khủng long đen xử lý thôi. Đen đâu, đi tìm thôi á. À, đã thấy khủng long đen rồi, xử lý khủng long đen mới được. Ai da, da, gì vậy? Cùng khủng long đen cũng bị mình cho một bài học rồi. Đáng đời cho cái tội lấy súng đi ăn hiếp bạn bè. Các bạn đừng bao giờ giống như khủng long đen nha. Thôi bây giờ mình đi làm nhiệm vụ đây. Chào tạm biệt các bạn.